Tớ muốn đi thử nhà hàng này từ lâu lắm rồi á. Mong là ngon, vì tớ đang đói như con sói đây này. Hả? Sao giá cao cắt cổ thế? Chẳng biết có đủ tiền để trả không nữa. Thôi chết, tớ quên ví ở nhà mất rồi. Xin lỗi nhiều nha. Tớ cũng nhẫn túi luôn. Chắc tụi mình khỏi ăn ở đây đi nhỉ. Ủa nhìn này gái, ở đây có thử thách 100 lớp á. Vậy mới trả tiền đồ ăn được đó bạn mình. Dạ, chúng tôi muốn tham gia thử thách 100 lớp ạ. Wow, nhanh quá vậy. Lần này mở cùng nhau nhé bạn yêu. Tuyệt, cả một đống khoai tây chiên khổng lồ luôn này. Mình có gì đây ta? Trời, chán thật đấy. Một miếng, đúng một miếng luôn. Mình biết cách khiến cho đống khoai này còn ngon nữa rồi. May mà lúc nào mình cũng mang theo tương cà. Tương cà và khoai tây chiên đúng là cặp đôi hoàn hảo mà. Và giờ mình sẵn sàng ăn rồi, sẽ ngon lắm cho mà xem. Đúng là một quyết định chính xác khi thêm tương cà. Chán thật, chưa gì mình đã ăn hết đống khoai rồi. Ý là một miếng khoai, chỉ một miếng thôi. Chà, thôi thì cũng chấm tí tương vậy. Ngon phết đấy. Nhưng mà mình vẫn đói. Một miếng sao mà đủ được. Luna có cả đống luôn kìa. Sao mà cậu ấy ăn hết được chứ? Mình sẽ thử cách này xem. Đĩa khoai ở đâu đó trên này này. Ngon lành, mình lấy được một miếng khoai. Mà cậu ấy còn không để ý nữa. Và giờ lấy thêm khoai nữa nào. Thưởng thức từng miếng khoai chiên. Đúng là cách tuyệt nhất để ăn món này đó cả nhà. Ủa, đống khoai của mình đâu rồi? Thomas cũng biến mất luôn rồi. Chờ một chút. Khoai tây chiên, ngon tuyệt. Không, đừng nhìn tớ, tớ không ở dưới này. Tớ ăn nhiều quá rồi, tớ chẳng chạy đi đâu nổi. Đồ đáng ghét, cậu ăn hết khoai tây chiên của tớ thế à? Cuối cùng cũng được thư giãn và cung cấp dưỡng chất cho da. Chăm da sao nhé Bella. Giờ lúc đắp 100 lớp mặt nạ. Amy. Giữ bình tĩnh Bella, giữ bình tĩnh. Tôi sẽ trả đũa cậu đó Amy. Cậu đã phá hỏng thời gian một mình của tôi rồi. Yên tĩnh và bình an lạ kỳ. Mà tôi nặng ghê ta, và tôi không thấy gì hết. À, đủ rồi, tạm biệt mặt nạ. Ai ôi, ghê quá. Wow, hãy nhìn làn da của tôi xem, sáng bừng sức sống, bỏ công ghê. Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu trang trí Halloween vào cuối tuần này. Được chứ? Ôi chúa ơi, không đời nào. Tôi đã bảo cô ấy thủ tiêu tấm hình kinh dị từ hồi cấp 2 này rồi mà. Đủ rồi đó Amy, tôi trả đũa đây. Này Amy. Gì? 100 lớp trang điểm nhé. Ôi trời ơi, không. Được lắm. Xin lỗi làn da đẹp này. Trời ơi, tôi có thể cảm nhận được từng lớp phấn dày cộp lại. Mí mắt của tôi đang nặng trịch theo nghĩa đen luôn. Tôi hy vọng môi mình không bong ra. Ô quá hay ơi. Đó, xong rồi. Có lẽ nó không quá tệ đâu. Ôi chúa ơi. Tôi còn xấu hơn cả thị nở nữa ấy.
Tôi đoán là đành phải mang bộ dạng này đi tiệc Halloween thôi. Wow, Amy, hiệu ứng trang điểm đặc biệt của cậu chất chơi thế. Đến đây đi, cho chúng tôi xem gần hơn nào. Các cậu có thích nó không? Tôi tự tay làm đấy. Tôi biết mà, phải rồi. Năm nay tôi sẽ thành nghệ sĩ luôn. Ôi trời, Amy làm gì mà lâu thế nhỉ? Kiểu này thì sẽ bị muộn giờ xem phim mất. Amy, 5 phút nữa thôi, nhanh lắm. Và đó là những gì cậu đã nói 15 phút trước. Chấp nhận đi Justin, đợi đến khi Amy sẵn sàng thì cũng như chờ tới Tết Congo vậy. Nói cách khác, nó kéo dài gần như mãi mãi. Được rồi, đến lúc này có lẽ nên thôi chờ đợi và gọi pizza thôi. Vâng, chúng ta chắc chắn sẽ bỏ lỡ bộ phim đó. Gì vậy? Tớ sẽ bắt cậu phải tham gia thử thách 100 lớp vì đã khiến chúng ta bị trễ bộ phim. Ôi trời, tớ vừa làm tóc xong mà. Đối với thử thách này, tóc của Amy sẽ bị xịt bởi 100 lớp gom xịt tóc. Được rồi, lớp đầu tiên. Hãy xem kìa, nó đang dần trở nên dày hơn. Chà Amy, cậu cảm thấy thế nào khi là người phải ngồi đợi mà không làm gì cả? Được rồi, sắp xong chưa vậy? Ôi trời, lớp tóc này trông cứng ngắc. Không biết liệu chai xịt có đủ cho toàn bộ thử thách này không nữa. Và thật là xấu hổ, hôm nay tóc cậu ấy thực sự trông rất tuyệt. Và chúng ta đã gần đủ 100 lớp rồi. Với nhiều lớp như thế này, chắc chắn là cậu sẽ cần phải sấy tóc. Cuối cùng thì cũng xong rồi đấy. Wow, này Amy, cậu trông như vừa đút tay vào ổ cắm điện vậy. Thấy chưa, tớ bảo rồi mà. Và cậu muốn tớ ra ngoài ăn tối và xem phim với bộ dạng này sao? Ồ vâng, chắc chắn là cậu cần phải khoe mái tóc mới này đấy. Nhưng trước tiên là post lên Instagram cái đã. Không được đâu, tớ chuồn đây. À, cửa hẹp quá đi mất. Mình sẽ lướt qua nó như thế này. Để thêm một chút ở đây. Nhìn ra đấy chứ. Này, rất vui được gặp anh. Tôi cần tiền lâu. Tôi chỉ muốn tiền một chút thôi. Tôi làm được, không thành vấn đề. Đeo áo choàng vào và bắt đầu thôi. Tôi sẽ sử dụng cây kéo chuyên dùng nhất. Mình đúng là bậc thầy cắt tỉa. Giờ thì việc tỉa tót cần độ chính xác, chuẩn luôn. Sẽ rất tuyệt khi hoàn thành đây. Xong rồi, quá đỉnh. À, râu của tôi. Anh đã làm gì nó vậy? Anh không tôn trọng tác phẩm của tôi sao? Được thôi, thử thách 100 lớp. Không đời nào, anh tưởng tôi sẽ tham gia thử thách sao? Được rồi. Áo, anh đã bất ngờ phần râu còn lại của tôi ra sao? Được rồi, đây là râu mới. Và giờ chúng ta sẽ xếp lớp. Mới trường này mà đã thấy rất kỳ cục rồi. Im lặng, tôi cần tập trung vào việc xếp lớp. Anh biết gì không? Tôi có ý này. Mấy cái này sẽ đẹp lắm đấy. Xong, 100 lớp râu. Nhìn thử xem, rất đẹp đúng không? Quá nhiều râu luôn rồi. Ôi không, nó làm mũi tôi nhột quá. Râu ở khắp nơi. Wow, cuốn sách này hay quá. Này, tớ về rồi, tớ đã đi mua sắm đấy. Cậu nghĩ sao? Đẹp đúng không? Hãy đợi cho đến khi cậu thấy những thứ khác nhé. Ồ, không vui chút nào đâu. Wow, nhìn cậu kìa. Đúng rồi đấy, áo khoác denim. Và áo len. Wow, thật độc đáo. Trông cậu đẹp lắm này. Cậu thực sự đã dốc hết sức cho việc mua sắm đi. Cậu biết gì không? Đã đến lúc thử thách rồi. 100 lớp. Đi với tên nào Brian. Đến lúc mặc từng lớp rồi. Được thôi, chắc không quá khó đâu. Ba,
4, 5. Ờ, xem kìa, cái án này đẹp đấy. Tiếp tục nào, thêm nhiều lớp nữa. Giờ thì phải mặc áo len và hoodie, như vậy mới được. Rất nhiều lớp. Chúng ta phải nhét cánh tay này vào tay áo. Đây là thử thách 100 lớp, chứ không phải là thử thách thêm lớp cho đến khi cậu mệt đâu. Đeo thêm cà vạt cũng được đấy. Giờ mặc thêm hoodie. Ôi, xin lỗi, tớ không định che mặt cậu đấy. Không, không, tớ nghĩ là chúng ta xong rồi mà. Không thể quên mặc quần được, Brian. Gì vậy trời, quần jean bó hả? Wow, chúng ta sắp được 100 lớp rồi, tiếp tục đi thôi. Mặc thêm vài chiếc áo nhé. Tiếp theo là đội mũ. Sao cậu lại có nhiều mũ vậy chứ? Đây, cầm cái túi này nữa. Ai có điện thoại kìa. Có lẽ cô ấy muốn gọi video. Chào Brian đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Brian? Thật buồn cười, sao anh có thể làm những chuyện như vậy chứ? Brian, sẽ gọi lại cho cậu sau nhé.